lại người tiền hơi. Lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng, lòng nghe xót xa. Lấy em đi bằng cách nào xin nợ mình sẽ tại sao đại xuôi hết trơn hả? Có điện thoại đâu Quy? Có điện thoại đâu? Có MV rồi chưa? Bấm đây xuống, bấm đây xuống. Dù tình em xa khơi, nhưng anh còn mãi đây. Còn mãi đắm đuối, nhưng giấc mơ khờ dài. Ngày ta bên nhau, trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đêm. Sao em lặng lẽ ra đi? Bao đêm, chăn gối bên nhau, bây giờ tan theo khói sương. Anh ngồi tình hơi nhưng về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng, lòng nghe xót xa. Đêm nay em có vui không, bên tình nhân em ấm, riêng anh lạnh lẽo đơn côi, coi lòng ngập tràn đơn đau. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Ngày ta bên nhau trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đêm. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dài. Ngày ta bên nhau trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đêm 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 đêm. Bây giờ chị nhắm quay bài ơi. Một ngày đêm rồi, trong ngày rồi đó. Một ngày trục trặc sắp xảy ra rồi. Mong ngoài con đừng ăn đầu ở mà hết hồn. Làm hồi để cháu dưỡng em, em sao mà nó nhậu vậy? Em khôn quá, em có muốn em ăn. Anh trộn cho khô chứ. Ủa? Khô quá sao ăn? Rồi được rồi. Cái này cái gì vậy? Cái này giống mì trộn của Quyền quá vậy. Trời ơi. Ăn gì mới ăn nè. Chứ ăn chi bệnh. Đây. Đâu? Em thấy trứng lòng đào không? Em thấy nó xấu không? Xấu hả? Lòng này không xấu bằng lòng của em đâu. Ủa tự nhiên cái không cho ăn cái qua nói gì hả? Rồi mà đẹp hơn mặt chị đó. Rồi mà đẹp hơn mặt chị đó. Trời đất ơi. Hiếu ơi quá nè. Hiếu ơi có đụng gì tới Hiếu chưa? Chưa có đụng gì luôn á. Anh đụng tới đội của em. Đội nào của em? Đội chiến thắng. Đội chiến thắng. Ủa, mấy giờ thức thiện người ta hả? Thế bây giờ thì... 4 giờ thiện ra. 4 giờ thức thiện ra. Rồi. Là mấy giờ mình di chuyển? 4 giờ. 4 giờ là lúc nào cũng giờ thì 4 giờ. 4 giờ thì cũng vậy. Các bạn cũng làm giờ bắt đầu di chuyển. Thank you.
giờ vô đi. Trưởng thành rồi, chúng tôi tự biết vậy. Ta mơ vậy cho ta nể em. Hai ngày tự do lên rừng, một đêm lo sau tôi cầu cứu qua đi trời ơi. Còn có nhau mặc kệ màn đêm đen
anh khi khó khăn hay huy hoàng. Bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ anh khi khó khăn hay huy hoàng. Bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Kể về sát cánh nơi đây là anh em. Mọi chuyện bắt đầu kể từ hai ngày một đêm. Yeah yeah, đêm đi qua ngày, mỗi sáng thức dậy thấy trong mình như đổi thay. Những khuôn mặt mới dần trở nên thân quen. Tất cả bắt đầu kể từ hai ngày một đêm. Ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn. Ủa anh già rồi ta? Gãy. Gãy vụn vỡ. Anh già đắp mền lên luôn. Gãy bên trong rồi. Đứng vậy thôi chứ đâu biết nó đứng làm gì đâu. Thôi ngủ xíu đi, ngồi xuống đi ngủ xíu. Đi, ngồi xuống ngủ xíu. Tiên chưa ăn hả? Tiên hả? Không biết tự nhiên thấy. Kể chân mày chưa? Sao vậy? Cái gì vậy? Tôi chê cục mụn luôn á. Ủa? Hôm qua anh thấy em ở đòi quay cảnh tẩy trang đồ các kiểu mà em kêu em không sợ. Bác bọc em không sợ. Hôm nay tự nhiên thấy camera vừa tới một cái. Có hả? Cái vậy Tiên. Mặt trời mùa đông 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.